Hello, xin chào các bạn đã trở lại với Leo in Melbourne. Và hôm nay, Leo xin dẫn mọi người đi một nơi ở thành phố Ballarat mà mình tin rằng ít người biết đến, đó là Creole Castle. Creole Castle là một nơi được vào năm 2015 là nơi hút khách du lịch nổi tiếng nhất tại Victoria. Hôm nay là một ngày chủ nhật, đã có rất là nhiều xe ở đây. Phần lớn khách du lịch của Creole Castle là những người du lịch overseas và interstate, và thi thoảng là những cư dân tại thành phố Melbourne. Creole Castle đã gây ấn tượng cho mình bởi một cái vẻ ngoài vô cùng cổ kính và vô cùng huyền bí, với những thầy phù thủy, những dòng hiệp sĩ, những con ngựa, công chúa, hoàng tử và rất là nhiều điều hơn thế nữa. Giá vé thì hơi chát chúa, khoảng 35 đô cho một người lớn và 20 đô cho trẻ con. Gia đình mình hai người lớn và ba trẻ con, mất 100 đô. Và đây là chỗ mà nơi đón khách. Ngay ở đầu thì người ta có một cái studio để cho mọi người có thể chụp ảnh, và những cái căn phòng nhỏ nhỏ để mọi người có thể đi khám phá. Nhưng mà nó khá là tối nên là mình không có quay được nhiều, bởi vì nó rất là tối đó, anh đèn chỉ mập mờ thôi. Đó, chỗ này studio đó. Cái hang rồng này mình ấn tượng nhất này. Đây là con rồng ở đây, ở trong là như cửa vàng á. Rồi, ra khỏi cái khu tối tăm đó thì hiện ra trước mắt các bạn, đó là Creole Castle. Yeah. Và cuộc sống ở trong thành Creole thời Trung Cổ đã bắt đầu. Hành trình khám phá của chúng ta đã bắt đầu. Các bạn có thể mất cả ngày để đi khỏi đây, để đi vòng quanh cái Creole Castle này. Đúng không? Rất là vui. Nó rộng lắm. Ở đây thì các bạn phải có một cái map để có thể check in mọi điểm ở Creole Castle. Và mình cố gắng đang tìm tòi những ngóc cách nhỏ nhất để tìm kiếm những cái khung hình đẹp nhất để quay lại cho mọi người. Và thực sự cái vlog của Leo in Melbourne đó là như là một cái nhật ký. Như là một nhật ký của gia đình mình khi mà đi nơi này nơi kia. Đó. Thì mình cũng up lên YouTube cho mọi người cùng xem cho vui. Vâng. Đây là toàn cảnh nhá. Đây là toàn cảnh một phần góc nhỏ bên trái của Creole Castle. Nuôi gà này. Nuôi heo, nuôi ngựa ở đây hết. Cái này có động vật ở trong này luôn. Có hai con ngựa này. Trong có hai con ngựa. Ngựa con. Ngựa nhỏ và con công nữa, mình có nhìn cả con công nữa. Đây là cái chỗ mà đấu trường này, nhưng vừa bây giờ vẫn chưa đến giờ người ta đấu kiếm. Tất cả mọi thời điểm diễn ra event thì người ta đều có sẵn ở trong map. Các bạn phải đến đây thật là sớm, khoảng 10 giờ có mặt thì các bạn sẽ không bỏ lỡ bất kỳ một cái event nào. Vâng, vì thời điểm di chuyển khá xa nên là gia đình mình đã chọn nghỉ chân tại đây một chút. Đây là nơi mà các gia đình nghỉ ngơi và cho trẻ con ăn để lấy sức để mà đi khám phá Creole Castle. Chú. Wow. Trẻ con thì cái playground này rất là thu hút bọn chúng.
Vâng, và chúng ta đang bắt đầu đi về phía bên trái của Creel Castle. Rồi, chỗ này trông khá đẹp, rộng rãi. Ở bên này người ta sẽ bày ra các bàn ăn, đó, các shop, sách để các bạn có thể shopping những cái đồ mà rất là dễ thương. Như này, có cả đầu lâu xương chéo, à, cái mũ kìa, của hiệp sĩ kìa. Đó. Mình rất thích cái phong cách ở Creel Castle này. Rất là cổ điển, mang lại một cái cảm giác lịch sử như vậy. Ở chỗ này là cái chỗ mà người ta nuôi ngựa để mà mang đi chiến đấy các bạn. Con ngựa này là cái con ngựa mà giống rất là to. Nó to gấp đôi ngựa bình thường và chân nó to lắm. Các bạn có thể nhìn thấy dưới đường phố Melbourne á. Vâng. Ở đây thì người ta mang đến cho các bạn những cái trò chơi ngày xưa. Đây là trò chơi ném dìu, dìu thật. Và các bạn phải có kỹ thuật để ném. Đó, sẽ có người hướng dẫn cho bạn, như là cô gái tóc vàng xinh đẹp ở đây. Đó. Nào. Cái này mình phải xếp hàng mình chơi nha. Yo, headshot. Quá tuyệt. Vâng, nếu mà chỉ ngắm cảnh thôi thì chán quá. Ở đây cũng có những cư dân của thành phố Creel Castle. Họ có thể là nói chuyện, sinh sống tại đây và làm cho chúng ta những tiểu phẩm hài để chúng ta xem cho nó vui. Những cái sự kiện này thì cũng thu hút rất là nhiều các bậc phụ huynh và trẻ em coi để hiểu biết thêm về lịch sử của Creel Castle. Đây, ví dụ như là mình sẽ trích dẫn một đoạn mà người ta diễn nhé. Ok. Khi mà hết Covid thì mình có thể là được chạm, được đến gần nhau hơn và được tiếp xúc với những con vật này. Equally, I will decide the laws and the two of them will do the wizarding. And so, my lords and ladies, let's have còn khá là nhiều điểm. Chúng ta sẽ đi đến những cái địa điểm mới, đó là mình đi từng cái một, mình không biết nói là sao cả. Mỗi một cái tòa nhà mang đến một cái cảm giác rất là khó tả. Cũng đều có mặt. Say hello. Get ready cảm giác như một cái thế giới từ thời xa xưa vậy. Mặc dù còn cấu trúc hiện đại, nó vẫn còn thể hiện ở đây. No, I think I can hear it all. Yeah. Yeah. You're supposed to be able to hear them when it. Well, I can talk six. Yeah. Well, I mean, she seems like I can hear a voice, and it sounds like a. Thôi bây giờ mình sẽ đi tìm tòi những cái mà chỗ khác nha. Mình cố gắng một ngày hôm nay mình sẽ phải đi hết cái chỗ Creel Castle này. Và đây là hai tòa tháp nối với nhau bằng một cây cầu, thì mình sẽ đi vào một tòa tháp ở gần nhất và đi lên xem là có cái gì ha. Khi mà đi đến đỉnh rồi thì cũng khá là mệt, bởi vì nó cao như một cái nhà 3 tầng vậy. Rồi băng qua cầu thì mình sẽ đi đến một tòa tháp thứ hai. Và từ trên cao này mình có thể nhìn đến toàn cảnh của Creel Castle. Chim. Và đây là lối đi xuống. Xem sao bọc cực. Còn vẫn còn
còn rất là nhiều điểm mà để vui chơi ở đây. Ví dụ như là một căn phòng mà trưng bày mô hình thu nhỏ của Creole Castle. Các bạn có thể nhìn thấy cái mê cung ở kia. Nhưng mình rất là sợ lạc đường nên là mình không có vào đó. Đó, đây là mô hình thu nhỏ nhá. Và một căn phòng nữa thì để trưng bày những cái gì đó mang tính lịch sử, từ những người chủ sở hữu đầu tiên, những người mà đã thành lập, những người đã xây dựng lên tòa lâu đài này để thu hút khách du lịch. Truyền thuyết, không phải truyền thuyết mà là lịch sử, nói rằng là ở đây là có một ông ấy không phải là vua, nhưng mà ông ấy từ nhỏ thì ông là một cậu bé có đam mê, rất là đam mê về những cái món đồ thời trung cổ, những cái tòa lâu đài như thế này. Thì ông ấy ấp ủ một cái ước mơ, đó là xây dựng một tòa lâu đài của riêng mình. Và ông đã làm được điều đó. Đây là chắc là ông ấy đó. Có nhiều nhà mình chưa vào nhỉ. Nhà thờ này đẹp không? Cho bà Natalia coi vui lắm. Sao các cái bạn đứng trần thắng mình thấy em trường. Còn mấy cái kia. Cái mô hình. And the tree than the other tree. But that one doesn't have a tree. Taekwondo must be somewhere over here. No, it must be over there. I don't see the playground, mommy. Cái đằng sau kia nữa cơ à? Thấy không? Hả? Còn cái dọc này là dọc trường học nè. Cái gì? Creole Castle. King và Queen nè. Dragon egg. Yup, thank you. Get more, get stuff. Yeah. Put some in these. Thank you. Put lots. Even some apples. That's enough for us. One. No, just. Yeah, I'll help you this time. I'll hold it down. And then you
Archery! Kraken. Do not take the crown without our permission. Don't have to ask first. Năm đô cho Lâm Phát. Năm đô, có năm đô cho nó bắn cùng. Wow, chúng ta sẽ được vào Castle Archery. Trời ơi, vâng, đây có người dạy bắn. Tora, see that and you know how to... 1, 2. Wow! Really strong! You can kill someone! 1. Yeah. Ồ, trong này có một cái nhà ăn nữa này. Ở đây thì đủ món hơn ở ngoài. Kem. Ngoài bán kem ở đây còn có everything luôn. Muốn ăn gì không? Muốn ăn gì không? Hay đi về ăn? Đi về ăn. Kingdom. Gì? Ăn đâu? Mua kẹo thì. Kia ice cream nha. Come. Vâng, một có một cái nhà ăn mà và bán đồ lưu niệm ở ngay giữa của bản đồ thì đó là ở đây. Thì ở đây nó có trưng bày. Ok. Mình trưng bày những cái mô hình như này, vui vui như này. Puppet là gì? Puppet này. Cửa phù thủy kìa. The king.
Rồi, vậy là đã hết một ngày như vậy. Thì cái phần hay nhất đó là phần đấu kiếm á. Thì mình đã cho ở phần trailer đầu clip rồi. Thì hy vọng cái clip này, mình review này là một cái bản review rất là đầy đủ chi tiết cho các bạn khi mà muốn có kế hoạch mà đi chơi trong ngày cuối tuần. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Và nhớ take a photos, check in và vote 5 star để ủng hộ du lịch Melbourne hay Victoria nha. Bye bye.